Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2023, 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum, ngày 9 tháng 2 năm 1913, ngày 9 tháng 2 năm 2023 và đón mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Sáng 16 tháng 1, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt và chúc Tết cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Apert, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Apert đã trao đổi kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính quyền trên địa bàn tỉnh năm 2022, đồng thời ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ chủ chốt, các cơ quan đơn vị trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng trên địa bàn tỉnh trong năm vừa qua. Năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Apert đề nghị các cấp ngành, trước hết là lãnh đạo của tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, tạo sự chuyển biến ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhắc nhở, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể phải gương mẫu thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc vui xuân đón Tết. Ngay sau Tết, tập trung lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.